Bây giờ là rót nước lèo vô cho thịt ngon, cho cái thịt nó tái, chỉ ăn không ngon ngon nha. Rồi cho chút ngò vô, mình thích ăn nhiều hành ngò thì cho nhiều hành ngò. Ôi trời ơi, rồi cho chút tiêu vô, đây là tiêu. Tiêu xay thì mình thích ăn tiêu nhiều. Xong này thêm chút xíu nước lèo nữa đi. Rồi đây câu phở xương bỏ rồi, bỏ chanh đi con. Rồi ăn ngon. Xong bưng cho mẹ tô phở này, mua cho mẹ chơi rô để bàn cho mẹ. Cảm ơn con nhiều. Cái tay con sao bị cắt vậy? Mới đi bác sĩ xong. À, tại sao phải lấy máu ngay ngón tay? Rồi, chúc con ăn ngon. Lát mới đình sĩ về ăn sau. Mẹ thích cho có chút ớt vô. Rồi con tôi lấy thêm giá ra nữa chứ.